Ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái đề tài là em về để áo lại đây. Có một câu tục ngữ ca dao gì đó của Việt Nam, sư nghe thoang thoáng á, có người nhắc sư nói anh về để áo lại đây để khuya em đắp gió tây lạnh lùng, mà sư lạnh thì gió tây nó nóng lắm, mà tại sao gió tây mà còn đắp cái áo của anh làm chi cho nó nóng mà hùi hụi á? Gió tây đã nóng rồi lại còn đắp thêm nữa cho nó nóng, thì có phải là điên không? Như vậy nó ẩn ứa cái gì? Mặc dù gió tây nóng nhưng mà đắp áo anh nó vẫn thấy mát rượi à, không? Cho nên á, tu phải hiểu em về để áo lại đây à, là cái đề tài ngày hôm nay. Và hễ còn để áo lại đây thì sao thưa chư vị? Thì còn gặp nhau nữa phải không? Để áo rễ dặn dò mà à, em về để áo lại đây tức là mai mốt em quay lại nữa em lấy cái áo đó chứ. Có nghĩa là để cái áo lại làm cái dấu ấn, để rồi mình sẽ quay lại gặp nhau nữa phải không? Để rồi tiếp tục cái cuộc tình gian dở à, cuộc tình này á, theo thuật ngữ nhà Phật gọi là cuộc tình sanh tử. Và cuộc tình này nó kéo dài lắm, vô lượng kiếp. Mà Đức Phật đã nói với tất cả chúng sanh: này anh An, xương của một chúng sanh chất cao hơn núi, nước mắt của một chúng sanh hơn bốn biển. Tức là từ trong vô lượng kiếp chúng ta đã đau khổ rất nhiều, hết kiếp này tới kiếp khác bỏ xương bỏ xác lại để rồi tiếp tục sanh rồi tử, mà chưa chắc nó làm người hoài, có khi nó rớt xuống làm chó làm mèo rồi nó mới trồi đầu lên làm người. Làm thân người rất là khó. Đức Phật ví như con rùa mù á, 500 năm trồi đầu lên một lần ngoài biển cả cũng chưa khó được sanh ra làm người. 500 năm trồi đầu lên tìm cái bọng cây ngoài biển để mà chui vào, con rùa mù, thì Đức Phật nói con rùa mù 500 năm như thế vẫn chưa khó bằng sanh ra được làm người. Có nghĩa là nhiều lúc chúng ta sanh ra làm chó làm mèo á, làm chuột làm gián á, cả hàng bao nhiêu ngàn kiếp, kiếp này mới được sanh ra làm người. Nhưng mà kính thưa chư vị, từ người mà đi vào cõi súc sanh chỉ có một sát na thôi. Tâm súc sanh, sống như súc sanh, hành xử như súc sanh, có ý như súc sanh thì lập tức tạo nghiệp như súc sanh để rồi sanh tử như súc sanh. Rất đơn giản, không có cái gì khó khăn khó hiểu hết đó. Ăn như súc sanh, ngủ như súc sanh thì thành súc sanh. Thế ăn như súc sanh là ăn sao đây thưa chư vị? Ăn mà không biết mình ăn à, thấy ngon là ăn à, thấy ngon là muốn ăn nhiều và muốn à, muốn ăn thêm, muốn ăn nhiều. Mà dở thì muốn bỏ, không muốn ăn nữa. Cái tâm mà ưa thích ăn ngon và ăn nhiều thì kính thưa chư vị, nó chẳng khác gì cái tâm súc sanh. Hằng ngày chúng ta đều ăn, rồi trong cuộc đời chúng ta ăn không biết bao nhiêu tấn gạo, bao nhiêu tấn rau à, củ kiểu này kiểu kia, màu vị này mùi vị kia. Rồi bao nhiêu lần chúng ta đã sanh khởi cái ưa thích, tức là cái tham, cái chán ghét là cái sân. Ăn mà không ngon thì nổi sân, mà ăn ngon thì muốn ăn nữa, tức là tâm tham. Tâm tham tâm sân liên tục sanh khởi trong cái miếng ăn thôi. Trong một bữa ăn chúng ta đã sanh sanh diệt diệt cái tâm tham với tâm sân đó cả hàng tỷ lần rồi. Mà bây giờ chúng ta đã sống bao nhiêu tuổi thì bao nhiêu cái bữa ăn rồi, quý vị thấy kinh khủng chưa? Mà mỗi một bữa ăn đều tạo nghiệp, nghiệp ngay trong bữa ăn và ngay trong cái ngủ. Cái thân này á, nó tồn tại được, nó chỉ nhờ có ăn với ngủ thôi. Không có ăn ngủ nó chết dứt khoát vậy, cho nên nó phải ăn phải ngủ. Nhưng mà thì có khác nào súc sanh. Bởi vậy trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật đã dạy rất rõ, ăn ta nhìn á, mắt nó ăn à, tức là súc thực á, nó ăn tới 60%. Rồi cái miệng á, nó ăn nó có 10% à, cái mũi nó ăn tới 20% à, súc thực à, nơi mắt nơi mũi à, nơi à, nơi lưỡi nơi răng là nó đã ăn tới 80%, còn nó nuốt vào trong cái bao tử mình có 20% thôi. Thế thì nếu mà
ăn mà mình không rõ ràng mình ăn cái gì, ăn như thế nào, thì chẳng khác nào là súc sanh. Mà Đức Thế Tôn dạy rất rõ, cây lúc sống nghiêng hướng nào thì khi chết đổ về hướng đó. Lúc sống mà hành xử như súc sanh, tác ý như súc sanh thì chết phải thành súc sanh thôi. Nó không có chạy cái ngã nào hết á. Và trong các cái pháp thì cái ý vẫn là quan trọng. Trong Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu, Đức Phật dạy rất rõ ý dẫn đầu các pháp. Ý dẫn đầu các pháp, nhưng mà ý gì? Nhiều người nói ý tức là cái suy nghĩ. Bây giờ con có ý định muốn giết người đó mà con chưa muốn giết thì đâu có tạo nên nghiệp. Nghe thì cũng có lý lắm, tại mình chưa giết ai mà, mình chưa ăn trộm ai mà, mình mới nghĩ trong đầu nữa, tôi sẽ ăn trộm hay tôi sẽ nói dối, nhưng mà chưa có nói dối ai hết thì làm sao có tội. Để giải thích cho cái ý, sư mượn một câu chuyện. Hồi Đức Phật với nhà vua Bimbisara, nhà vua tới hỏi Đức Phật có cái chuyện như thế này. Quần thần với ông tướng lại ông hỏi, Đức Phật mới giải thích. Nhà vua đi ngang á, một cái tiệm nó bán trầm hương á. Quý vị biết đây, biết gỗ trầm hương không? Gỗ trầm hương tức là loại rất là quý, nó có mùi á. Thường thường người ta dùng để làm nhang trầm, hoặc là làm những cái vật dụng gì á, rất là quý, vì nó có mùi. Gỗ đó gọi là gỗ trầm, rất là quý. Thế thì ông bán rất là ế, trầm đó ông bán rất là ế, là tại vì nó mắc quá, nó quý mà, cho nên nó mắc, không ai mua nổi, cho nên ông bán ế. Và khi ông bán ế, ông thấy nhà vua thì ông lại khởi lên cái tâm của ông, ước gì cho cái ông vua này ông chết, để rồi người ta mua gỗ trầm đó, người ta cúng cho ông, người ta mua nhiều mới được. Tức là khởi lên cái ý là muốn cho cái ông nhà vua chết, để rồi là bán được trầm. Tại vì trầm mắc quá, chỉ có vì ông vua chết người ta mới mua, người ta đốt cho ông thôi. Thế thì ông nhà vua ông đi ngang, và ông đi ngang ông thấy cái ông chủ tiệm bán hàng này, tự nhiên ông khởi ý, ông ấy ta phải chặt đầu cái thằng này. Chẳng bao giờ có ân oán gì với nhau, tự nhiên vừa mới thấy cửa tiệm ta, cái nghĩ trong đầu, ta phải chặt đầu cái thằng này. Rồi về kêu cái ông tướng quân cận vệ chỉ huy lính đấy, trẫm muốn chặt đầu cái thằng bán tiệm bán trầm. Chẳng biết cái chuyện gì, tại vì cái ý thì ở trong đầu ông bán trầm, làm gì mà cái ông vua biết. Nhưng mà ra nó phát tiết ra cái gì ông biết, để rồi ông nhân vào đó, ông khởi cái oán và ông muốn chặt đầu cái thằng này. Nhưng cái vị tướng đó là cái nhà rất là có học, có tinh tế, cho nên ngài mới đi tìm nguyên do. Ông mới giả dạng làm cái người thường dân, ông tới ông thăm cái tiệm bán gỗ trầm. Ông hỏi vậy chứ ông bán buôn bán làm sao? Ông kia nó bán ế lắm, tại vì đồ này nó mắc tiền lắm, có những cơ hội đặc biệt người ta mới mua và rất là đắt. Chỉ có những cơ hội, mà ông kia cũng nói thẳng luôn, chỉ có những cơ hội, chẳng hạn như ông quan lớn hoặc là nhà vua chết người ta mới mua. Cái ông tướng ông nghe cái ông hiểu liền, ông hiểu câu chuyện. Tại vì cái người bán trầm này tác ý, tác ý ác, tức là cầu mong cho nhà vua chết để cho thiên hạ đi mua trầm. Và chỉ cần tác ý như vậy thôi thì đã gây ân oán rồi. Nhà vua nó khó chịu cho nên đòi giết. Thế thì ông tướng này ông mới nghĩ cái cách giải quyết. Ông nói thôi bây giờ tôi bán cho tôi mớ trầm, mà ông này ông bán được hàng là ông mừng lắm, vui lắm,
tâm rất là hoan hỷ, giảm giá bán sale này kia, giảm giá xuống. Ông tướng ông mua được mớ trầm đó, ông mới về ông biếu lại cho nhà vua. Nhà vua cầm cái trầm lên thấy thơm quá, thích quá, mới hỏi ai vậy. Nói ở cái ông, cái chủ tiệm đó, người ta tặng cho nhà vua, ta cúng dường cho nhà vua, ta hiến tặng cho nhà vua. Cái tự nhiên nhà vua chuyển cái tâm, thay vì mình muốn chặt đầu cái thằng đó thì bây giờ lại thích đó. Ồ, cái trầm này quý quá, bây giờ phải kêu quần thần đi lại mua nữa. Rồi khi gửi được cái bùi trầm thích quá, mới đưa mấy đồng tiền vàng cho ông quan đó. Nói thôi nó cúng, nó hiến tặng cho ta, nó dâng hiến cho ta cái trầm này quý quá, thôi bây giờ trẫm ban ơn cho nó, cho mấy đồng tiền vàng này, khanh đem mấy đồng tiền vàng này cho cái thằng chủ tiệm đó. Thì ông quan ông sai lính đem đi cho. Chủ tiệm nhận được mấy cái đồng tiền vàng nó mừng quá, nó nói trời ơi sao cái ông vua này dễ thương quá, ông thương mình quá, ông tự nhiên ông cho tiền mình. Mình chẳng cho ông cái gì mà tự nhiên ông cho tiền mình. Thế là nó đổi ý, thay vì nó trù rủa cho ông nhà vua chết để nó bán trầm, rồi bây giờ nó lại cầu nguyện làm sao cho ông vua này sống đời, để rồi ông tiếp tục cho con tiền. Quý vị thấy cái chuyện ở trong kinh chép như vậy đấy, nó rất là ân oán bằng cái ý thôi. Một ông thì bán trầm bán không được, khởi cái ý phải chi nhà vua chết để cho người ta mua trầm người ta thì ông mới bán được. Trong khi nhà vua cho vài đồng tiền vàng thích thú, vì là ông này ông cho mình trầm thì lại thương ông, tức là cái ý muốn giết là không còn. Và cái ông bán trầm thì cái ý ác muốn cho nhà vua chết cũng không còn nữa, mà hai ông trở thành thương nhau. Chỉ vì cái ý đó thôi mà hai ông từ bỏ, một ông là không muốn giết ông bán trầm nữa, và ông bán trầm cũng không muốn rủa xả nhà vua cho chết sớm chi, và bây giờ thương nhà vua. Điều đó, bài học ở trong kinh nói cho chúng ta biết cái gì đấy thưa chư vị? Nói cho chúng ta biết rằng cái ý nó rất là quan trọng thưa chư vị. Cái ý nó dính mắc hay không ở nơi cái ý, khởi đầu bằng cái ý. Hãy có ý thì tạo nghiệp. Mà Đức Phật nói, Đức Phật nói rất rõ, ý dẫn đầu các pháp, ý dẫn đầu các pháp, ý tạo tác, ý tạo ra muôn cảnh. Kinh Hoa Nghiêm cũng nói tâm tạo ra muôn vàn thế giới. Chính cái tâm nó tạo ra thôi, cái ý nó tạo ra. Khi người có ý ác thì lãnh quả ác. Và Đức Phật ví như thế này, nghiệp nó giống như là cái hạt giống. Kiếp trước chúng ta có thể giết chó giết mèo, rồi nó gieo cái nhân rồi, bây giờ mình đâu có biết đâu. Hay là kiếp trước mình cũng có tu, nhưng mà tu nửa chừng à, tu mà còn ham tiền, ham chùa, hoặc là ham áo cà sa. Trong kinh Pháp Cú có câu chuyện sư kể quý vị nghe hoài đó, đệ tử của Đức Phật, một ông sư đó, vị tỳ kheo đó, vì mê cái áo cà sa chưa được mặc khi bà chị cúng, mà ông chết trước khi ông mặc áo cà sa đó, cho nên ông lập tức khi chết đầu thai làm con rận. Con rận đó nó bò trong trên cái áo cà sa. Chỉ vì nó ưa thích áo cà sa mà nó chưa được mặc, chưa được đắp lấy mình, và khi chết đầu thai lập tức làm con rận. Và Đức Phật xuống chỉ cho tăng chúng biết, đây nè, cái ông sư đó, ông tu cũng thành con rận. Bây giờ sư hỏi quý vị nha, một vị tỳ kheo đệ tử Đức Phật, tức là phước lớn lắm phải không? Phước lớn lắm mới được làm đệ tử Đức Phật trong lúc thời ngài còn sống. Mà làm đệ tử tỳ kheo không phải là dễ. Bao nhiêu người hồi đó, mà đâu có bao nhiêu vị tỳ kheo.
Vậy mà khi chết còn bị đầu thai làm con rật, 7 ngày sau nó mới chết. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật xuống tận nơi, Đức Phật dạy chư tăng không được cách cái áo ra để, tại vì khi cách nó nổi sân. Nó là một vị tu sĩ mà nổi sân thì nó rớt xuống địa ngục, cho nên á không cách, để chờ nó chết rồi hẳn cách chia. Kính thưa chư vị, một vị tỳ kheo đệ tử Đức Phật phước lớn như vậy mà khi chết chỉ mê cái áo cà sa để rồi thành con rận, chúng ta ở đây phước cỡ nào? Xa Phật 2600 năm, phước mỏng nghiệp dày, phải không? À, chúng ta đâu có được cái phước lớn như ngài, mà ngài còn rớt làm con rận thì chúng ta không biết là thành con gì, thành con bò chết ha, chứ chưa được làm con rận nữa. Ngài còn làm con rận thì mình làm chưa chắc được làm con rận, làm con bò chết chừng, hay làm con sâu rốn cho người ta ghét. Chứ mình tu hành mình đã tới đâu? Điều đó nói cho chúng ta biết cái gì? Cái ý nó quan trọng lắm quý vị. Khởi ý lên ưa thích cái gì đó mà rồi á không được thỏa mãn thì nó dính mắc, và dính mắc nó sẽ tiếp tục tái sanh. Em về để áo lại đây. Áo đây á tượng trưng cho pháp trần, tức là nó sự dính mắc ha. Mà lại nói em về để áo lại đây, tức là có mối tương quan giữa căn và trần, căn và trần dính mắc ha. Cho nên dẫu có đi rồi cũng để áo lại. Áo đâu phải người ha. Áo đó chỉ là cái thọ thôi, cái tưởng thôi. Còn người đó là sắc pháp. Nhưng mà sắc pháp đã đi rồi, nhưng mà cái thọ tưởng vẫn còn, cho nên vẫn cảm thọ và vẫn tạo nghiệp, tại vì nó vẫn có cái ý. Cho nên khi chúng ta tu á, Đức Phật dạy rất rõ, phá được thân kiến thì chứng được tư đà hoàn. Đó, thân kiến nó gồm có cái gì đây quý vị? Có tứ đại ngũ uẩn à. Nhưng mà mình nói thân tôi à, cái tôi biết đủ mọi thứ, cái diện của tôi hết á. Và chính vì vậy cho nên mình mắc kẹt tứ đại ngũ uẩn rồi nè, chấp cứng ngắc bị nó làm che mờ đi. Cho nên nói rằng thân là có thật, thân nam có thật, thân nữ có thật, thân cư sĩ có thật, thân đàn ông có thật, thân đàn bà có thật, rồi già có thật, rồi thân tu sĩ cũng có thật nữa. Tôi là tu sĩ, rồi chùa của tôi, thầy của tôi, đây nè, ngã và ngã sở tất cả đều ở vướng vào trong cái chỗ này. Mà vướng vào trong cái chỗ này thì cái gì? Thì lập tức có ái muốn giữ, ý nó sinh khởi, ai đụng tới thì nổi ý sanh, rất đơn giản. Tâm sinh nó sinh khởi, tâm hay ý đều giống nhau, chita manyo vinyana giống nhau hết, không có gì hết. Cái thân kiến này nó hiện hữu, làm sao nó hiện hữu được thưa chư vị? Tại vì nó có không gian và thời gian. Không gian nó xác định nơi chốn là ở đây nè, chứ không ở chỗ khác. Tôi ở đây, chứ tôi không ở Hà Nội. Tôi ở đây, chứ tôi không ở bên Úc. Tôi ở đây, chứ mà tôi ở Mỹ. Nó xác định cái không gian. Không gian này là cái gì đây quý vị? Là cảnh giới. Ở trong bài kinh Loka Sutra, sư giảng quý vị nghe nhiều lần rồi, hễ có không gian thì xác nhận ra cảnh giới. Và cảnh giới đó là mình ưa thích, cho nên mình là một thành viên của cảnh giới đó. Địa ngục, niết bàn cũng là cảnh giới à. Và khi mình ưa thích thì ngay trong ý của mình nó đã có cái không gian đó rồi à, là lập tức ở trong cảnh giới. Thế cảnh giới này nó tạo dựng bằng cái cách nào? Trong bài kinh Loka Sutra, Đức Thế Tôn chi tiết tỉ mỉ nói rất rõ cái thức consciousness, cái ý thức, cái tiềm tàng tiềm thức, nó chứa đựng những cái thông tin và nó xây dựng nên cái cảnh giới của mình không giống cảnh giới của người khác. Mặc dù sống chung với nhau ở đây, nhưng mà cảnh giới của mình và cảnh giới người khác khác nhau, tại vì cái ngũ uẩn nó khác nhau, sắc thọ tưởng hành thức nó khác nhau. Đấy, cảm thọ nó khác nhau. Mình thấy nóng mà người khác không thấy nóng. Mấy vị ở Nghệ An mà vô đây thấy sướng đó, phải không? Mát quá phải không? So sánh với Nghệ An. Nhưng mà xưa ở đây xưa thì nóng quá. Tại sao vậy? Tại nó đang quen khí hậu, bây giờ nó tăng lên. Mà quý vị đang ở ngoài nó đang tăng quá, 40+ độ, bây giờ xuống vô đây có 30 độ, sướng quá. Cho nên nó đều tương đối. Và nếu vì mình không hiểu được cái tứ đại ngũ uẩn này, thì mình chấp rằng thân kiến có thật, thân nó có thật, thì tất cả ngã sở
ngã và ngã sở đều dính mắc những cái này của tôi, cái kia của tôi, và mình dính kẹt trong cảnh giới. Ngài Triệu Châu có một cái công án rất là hay. Ngài có người lại hỏi Ngài, con chó nó có Phật tánh không? Ngài nói con chó nó không có Phật tánh. Ông Tăng kia mới cười, nói Đức Phật nói chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao Ngài dám cãi lời Đức Phật? Ngài Triệu Châu, tổ Triệu Châu mới nói không, ông hiểu ta, con chó nó có Phật tánh, nhưng nó bị nghiệp thức che mờ, cho nên nó không thấy, có mà không thấy cũng như không. Tại vì nó sống trong cảnh giới đó, cho nên nó không thấy. Con người ta đi toilet, cục phân vừa mới rớt ra, con chó nhào tới nó ăn liền. Tại vì nó sống trong cái cảnh giới đó, đối với cái phân của con người thì lại là món ăn ngon của nó, đang nóng hổi, đang ngon thì là nó sơi thôi. Cho nên trong cảnh giới đó thì mắt, tai, mũi, ngũ uẩn này nè, nó đều đi theo cái ngũ uẩn, và nó chịu thọ nhận các cái cảm thọ ở trong cái cảnh giới đó. Cho nên nếu chúng ta tu mà chúng ta không hiểu thì chỉ được chút xíu phước thôi, chẳng ăn thua với gì hết. Rồi thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Ta nói rằng có quá khứ mới có hiện tại. Quá khứ đã làm cho nên hiện tại ráng chịu. Tức là ta vô tình chụp mũ cho cái quá khứ, cái nghiệp quá khứ ấy, một cái tên gọi là Thượng Đế. Tại vì tôi không đổi được, cái Thượng Đế dạy tôi vậy rồi, giờ tôi phải khổ. Đức Phật nó không có cái gì hết, nó là cái bóng trăng dưới đáy nước, nghiệp là bóng trăng dưới đáy nước, mê chấp lầm bóng trăng, cho nên nó cảm thọ ưa thích, và ưa thích thì tiếp tục tái sanh. Bóng trăng nó đẹp quá cho nên tiếp tục tái sanh vì bóng trăng. Những cái chúng ta đang có ở đây chẳng qua là bóng trăng. Thông qua mắt, tai, mũi, cha của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, tiền của tôi, xe của tôi, chùa của tôi, đệ tử của tôi, ông thầy của tôi, thì đương nhiên là nó có cảm thọ, thọ lạc thọ khổ chứ. Mà thọ lạc thọ khổ thì tạo nghiệp rồi tiếp tục tái sanh. Tại vì hễ có thọ lạc thọ khổ mà không cẩn thận thì lập tức nó sinh ái liền. Nó tác động sinh ái liền. Mà hễ có ái thì phải thủ lại, phải giữ để rồi tiếp tục tái sanh. Và cái thân kiến này rất khó tiêu diệt nếu không hiểu được cái không gian, là không hiểu được cái cảnh giới. Chúng ta đang ngồi đây làm gì, chúng ta đang ăn cái gì, chúng ta đang làm cái gì, đi đứng nằm ngồi phải trong chánh niệm thì ta mới thấy được cái không gian, cái cảnh giới này. Nói theo thuật ngữ nhà Phật gọi là cảnh giới, nói theo ngôn ngữ thông thường thì gọi là không gian. Cái không gian đó, không gian đó nó như vậy thôi. Và thời gian là quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ tôi đã sai rồi, bây giờ tôi cố gắng sửa, rồi tôi mong một cái tương lai tốt đẹp hơn. Thì tất cả đều là tư niệm thực. Mà dính tới tư niệm thực tức là thời gian là tái sanh thôi. Tôi nói bây giờ tôi chưa có thỏa mãn những cái gì tôi đang có trong hiện tại, và tôi muốn có một cái tốt đẹp hơn. Bây giờ tôi chưa tu được, tôi ráng đi tu để là tôi có cái tốt đẹp hơn. Thì cái tốt đẹp hơn nó là cái gì? Nếu chúng ta không thấy rất rõ, nó chẳng qua chỉ là ngũ uẩn che, đánh lừa che thôi, thì chúng ta rớt vào cái thời gian. Mà mong ước trong thời gian là tư niệm thực. Tư niệm thực là chắc chắn là tái sanh. Sống sao thì chết vậy, nó đi theo hướng đó. Mong ước có một cái đẹp hơn, tốt hơn là tái sanh. Bữa nay tôi ăn bữa cơm dở quá, tôi mong ngày mai tôi có bữa cơm ngon hơn là tái sanh. Bữa nay tôi ngủ chưa đủ, tôi mong có cái giấc ngủ an lành hơn là lại tái sanh. Tái sanh ngay trong lúc sống này nè. Cái tham muốn này kia, cái khao khát đó, nó làm cho mình tái sanh. Tức là luôn luôn sanh tử, sanh rồi diệt trong cái ý tưởng của mình. Thế thì nếu chúng ta thấy rất rõ không gian là cảnh giới, thời gian là ngay cái điểm mình đang phát sinh ra cái luyến tiếc về quá khứ. Quá khứ thực sự nó nằm ngay hiện tại đây nè. Nếu nó không nằm hiện tại thì sao quý vị nhớ? Nó qua rồi thì sao nhớ? Tại vì nó còn ở trong hiện tại. Mà nó ở đâu? Nó ở trên não nè. Nó còn trong hiện tại nè. Cho nên hằng ngày vẫn thấy nó. Cha chết rồi 10 năm, bây giờ thắp nhang lên nước mắt ràn rụa. Sư phụ chết 10 năm rồi, bây giờ về nhìn thấy tấm hình của ổng cái cũng rớt nước mắt thương. Ông chết mất tiêu rồi đâu có còn thấy nữa. Sắc pháp không còn. Nhưng mà cái sắc pháp ở trong đầu này nè, tức là cái image, cái hình ảnh của cái sắc pháp á, là cái sắc pháp thứ nhì á, sắc pháp phụ á, nó lại có ở trong não. Và chính cái đó tạo nên cái thân kiến. Tại vì hễ có những sự rung động đấy đều có phát sinh ra cái
cái thân của mình. Có trong không gian, có trong thời gian thì là có bảo thủ về cái thân. Thân tôi như thế, tôi là đàn ông, tôi là đàn bà, tôi là tu sĩ. Và tất cả khi có những sự hiện hữu của các cái này thì lập tức phát sinh ra cái ưa thích nó. Ưa thích nhiều hay ít thôi? Ưa thích nhiều thì không buông được, ưa thích ít thì có thể buông được. Nhưng mà ưa thích nhiều, ưa thích ít chẳng qua là những sự rung động, cảm giác, cảm thọ thôi, thọ lạc, thọ khổ. Nhận biết rất rõ thì không dính mắc nữa, hễ còn dính mắc thì còn tiếp tục thành kiến. Mà hễ còn dính mắc thì tiếp tục nó phát triển. Đức Phật ví như thế này, cái nghiệp của chúng ta đó, nó giống như cái hạt giống. Mà hạt giống thí dụ như hạt giống gạo, hạt giống sầu riêng, không thể nào lấy cái hạt giống gạo mà trồng nó ra cây sầu riêng, mà cũng không thể nào lấy cái hạt giống sầu riêng nó trồng ra cây gạo được. Hạt giống đó là nghiệp, nó là như vậy rồi. Nhưng mà Đức Phật nói rất rõ, tâm chính là mảnh đất. Nếu bây giờ bỏ cái hạt giống sầu riêng, hạt giống gạo xuống dưới đất mà đất nó không được cày bừa, không có được chăm bón, không có bón phân, không có tưới nước, thì cái hạt giống nào cũng chết hết. Dẫu là quý vị có làm thiện 10 đời đi chăng nữa, tức là hạt giống thiện nó có sẵn, tâm thiện có sẵn, nhưng mà cái đời này nè, cái tâm của mình á, mình không có chăm sóc thì lập tức nó giống như cái mảnh đất hoang, và bỏ bất cứ cái gì xuống nó cũng chết. Này, Đức Phật nói ở trong bài kinh, trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói tâm hoang vu rất khó điều phục. Nó giống như cái mảnh đất hoang vậy đó. Mà hễ mảnh đất hoang không có cày bừa, không có chăm sóc thì chuyện gì xảy ra thưa chư vị? Cỏ nó mọc thôi. Cỏ là gì? Là các pháp bất thiện. Các pháp bất thiện đều dễ dàng mọc trên cái mảnh đất không được điều phục, tức là tâm không được điều phục, thì pháp bất thiện trên bờ liền. Cho nên trong giờ hành trì, quý vị không phải nói con chỉ lên trên chánh điện con ngồi 1 tiếng đồng hồ, còn lại 23 tiếng đồng hồ là con đang bị ma nó chiếm hữu. Tại vì các pháp bất thiện thông qua mắt tai mũi đều chiếm hữu mình. Mình phải nhận rõ như vậy. Cho nên đi thiền, đứng thiền đều trong chánh niệm, tu trong chánh niệm thì nó mới đưa tới cái giải thoát được. Nhưng mà có tâm, có hạt giống, và có tâm là miếng đất, nghiệp là hạt giống. Nhưng mà nếu không có tham ái thì nó không bao giờ nó thành tựu được. Tại vì thiếu nước, nước là tham ái, Đức Phật ví nước như là độ ẩm. Tức là nó phải có đất, có hạt giống và có nước. Ái chính là nước làm cho các cái mầm nó tăng trưởng. Nếu nghiệp này, hạt giống đó là hạt giống thiện thì nó sẽ nảy sinh ra thiện. Hạt giống bất thiện thì nó nảy sinh ra là cây bất thiện. Không có ái thì nó không thành tựu. Thế thì nếu như tiền mà nó làm thiện và có cái từ mấy cái cây bất thiện đó, nó cũng bị tiêu hủy. Cỏ chúng ta cứ nhổ riết dục ra bên ngoài thì nó từ từ nó cũng chết. Mà trồng bông hoa đầy hết thì nó sẽ chiếm đất, trồng lúa nó sẽ chiếm đất, nó sẽ không có còn cỏ mọc nữa. Cho nên tu tập chúng ta phải tinh tấn, canh chừng nơi mắt tai mũi. Thiện hay bất thiện nó đều xảy ra trên mắt, trên tai mũi. Thế thì em về để áo lại đây, em là cái gì? Em là cái ái này nè, cái dính mắt nè, chứ không phải là em là một cái pháp nào hết á. Sự dính mắc ấy chính là em, nó ở trong cái tâm tưởng. Nghĩ rằng có một em, tức là có một cái gì đấy nó dính mắc, nó như một cái đám mây nè. Đây gọi là em. Nó không phải là sắc pháp. Cái người yêu của mình mà nó có chết rồi, 3 năm sau mình vẫn thương. Nó chết rồi mắt đâu thấy, tai không nghe nữa, nhưng mà cái hình bóng của nó trong cái não của mình, trong cái thức này nè, consciousness này, nó vẫn còn. Cho nên á, vẫn còn cảm thọ. Và vì không hiểu được cái này cho nên á, dính mắc hoài. Dính mắc cái gì? Không phải dính mắc cái em ở bên ngoài, cái em có 3 đầu 6 tay, hay là cái em đẹp như Chung Vô Diệm, hay là Đắc Kỷ, mà cái em ở trong đầu nè.
cái em ở trong đầu này nè, đang dính nó ở trong đầu đó. Có nhiều bà lại nói sư hoài à, nói sư ơi, con biết con là cái thùng phân thứ nhì, sư cứ nói hoài á, con là cái thùng phân thứ nhất, ông xã con thùng phân thứ nhì con biết, nhưng mà tối á, con ngủ mà không có cái thùng phân thứ nhì nằm kế bên con ngủ không được. Nói vậy hoài à, mà sư nói hoài à, mỗi người là một cái thùng phân, nhưng tối mà con không có cái thùng phân thứ nhì nằm kế bên con thì con ngủ không được. Tại sao vậy? Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi, nó quen nơi cái mũi, quen nơi cái mắt, nhìn thấy nó không thấy cái thùng phân nữa, ngửi mũi ngửi nó không thấy thùng phân nữa, chứ thực sự nó thúi quá chứ gì đâu. Chưa kể là có nhiều ông còn có cái bệnh hôi nách, mà bà xã bà nói với sư nói hoài, chứ nếu mà con nói thiệt sư, tối mà con không rút vô trong cái chỗ hôi nách đó, con ngửi được cái mùi đó con ngủ không được, nó ghiền cái mùi hôi nách tới như vậy. Này cũng vậy, nó ghiền cái gì? Ghiền các cái sắc pháp á, sắc thọ tưởng hành thức. Nó ghiền cái gì? Nó ghiền cái sắc thinh hương vị xúc pháp, à, âm thanh ánh sáng mùi vị. Bây giờ quý vị ăn bữa cơm nè, chút xíu nữa quý vị ăn, quý vị ăn nó thỏa thích ngon, mà Đức Phật nói ăn thỏa thích thân kiến, ăn trong chánh niệm thì biết rất rõ, cứng biết cứng, mềm biết mềm, cay biết cay, mặn biết mặn, thì đó là ăn trong chánh niệm. Mà buông cái chánh niệm ra chỉ thấy ngọt cay đắng rồi thơm rồi này kia, nhưng mà quên một điều là sau khi ăn xong thảm thương thay, khi đi vào toilet nó giống nhau, mùi nó giống nhau, ngon cách mấy nó cũng giống có một mùi, nó có khác mùi không quý vị? Người có tu hành thì nhận biết rằng khi tôi đi toilet là nó có cái mùi, mà người có tu hành sâu hơn nữa thì biết ngay trong chén cơm nó đã có mùi rồi, cái mùi của toilet. Để chi vậy? Để nhàm chán nó, nhàm chán cái không gian và thời gian này, nhàm chán nó không cảm thọ nữa, không có lưu, không có dính mắc gì tới cái mùi vị của nó nữa. Ăn tôi biết cứng biết mềm, nhưng mà tôi không có dính mắc vì nó ngon quá, thỏa thích đam mê trong cảm giác dục lạc, để rồi tắt, có cái ý tắt ý nơi cái thân kiến. Thế thì em này không phải là cái em bên ngoài ba đầu sáu tay, hay là đắc kỷ, hay là cái người đẹp, mà nó là cái em ở trong đầu chúng ta này nè, tơ tưởng rồi vẽ lên một cái em hoàn toàn tuyệt mỹ. Ở đời làm gì có người nào tuyệt mỹ, nó không bệnh này cũng bệnh kia, sắc đẹp thì nó cũng bên trong nó cũng có nhiều thứ, mà nếu nhìn cho kỹ nó cũng chỉ là cái thùng phân biết đi. Xin lỗi quý bà nha, sư nói đừng có giận, không, nó là em là như vậy, em là em trong đầu này nè, dính mắt là dính mắt cái trong đầu này nè, cho nên đi cũng vẫn nhớ, mà ngủ cũng vẫn nhớ, mà uống cà phê cũng vẫn nhớ tới em, chưa có mắt có thấy đâu, tai có nghe đâu, cái đó mới là cái chết. Tại vì á, cái đó nó tạo nên cái thức, đi vào trong cái thức, khi chết tái sanh, cái đó đẩy mình đi tái sanh. Cho nên á, tại sao cái ông sư đệ tử Đức Phật mà khi chết thành con rận? Tại vì ông mê cái áo cà sa, đối với ông em đó là áo cà sa, mà không phải áo cà sa mặc, mà áo cà sa trong đầu ông nè, cái này tôi chưa mặc, để rồi cuối cùng đầu thai làm con rận, và trong 7 ngày sau nó mới chết. Thế nó mê cái gì ở áo cà sa, nó bò 7 ngày rồi nó mới chết. Nó mê thứ nhất cái mùi của lụa thơm lắm, thứ nhì mềm mại, cái lụa nó rất là mềm, cho nên nó chỉ mê cái mùi và cái mềm. Thì nói gắn tắt theo thuật ngữ nhà Phật là gì? Sắc thinh hương vị xúc pháp. Mê cái đó chứ mê cái gì, đâu có phải mê cái vải, mà nó mê cái sự mềm, sự mùi, để rồi nó dính mắt, thấy chưa? Cho nên cái em đó là cái em trong đầu, chứ không phải cái em bên ngoài. Em bên ngoài nó chỉ là cái thùng phân biết đi thôi, nhưng mà cái em trong đầu này nó quan trọng lắm. Để áo lại đây, áo là tượng trưng cho cái gì quý, phải không? Tức là dính mắt. Quý hay không quý tùy người chứ. Đối với quý vị có thể thấy một cái người đàn ông hay là ông xã lại thấy mừng lắm, nhưng mà sư thấy toàn là hai cái thùng phân biết đi, đi với nhau có khác gì đâu, nó lại khác. Cho nên tùy từng người, quý hay không quý tùy từng người. Các vị phụ nữ đây đều quý hột xoàn, mà nghe nói hột xoàn mà 8 ly 9 ly là nói trời ơi nó to như thế này đẹp. Nhưng mà sư hỏi quý vị, các nhà khoa học họ đi khoan dầu, khoan giếng dầu, họ lấy cái gì họ làm cái mũi khoan? Họ lấy kim cương, họ gắn ở trên đầu mũi khoan, tại vì kim cương nó cứng nhất, nó mới khoan được dưới lòng đất, đất nó cứng lắm, đất đá mà, phải dùng cái kim cương á làm cái mũi khoan á, nó mới khoan sâu dưới lòng đất mới lấy dầu lửa lên được.
Thế thì đối với các nhà khoa học, kim cương chỉ là than. Kim cương bản chất của nó là gì? Carbon. Carbon nè, tinh chất nó bị dưới cái sức ép của một cái nhiệt độ với một cái áp suất thì nó biến thành ra kim cương. Bản chất của nó là than, than đá, chứ nó không có là cái gì hết. Than đá ép vừa vừa thì nó màu đen, mà than đá ép tới một cái mức độ cao hơn nữa thì nó trong suốt, nó trở thành ra kim cương. Tại sao người ta đặt kim cương là quý? Tại vì dân chế định, mọi người đều nói nó là quý và nó đổi ra. Vàng tại sao người ta nói là quý? Tại vì mọi người đều quy ước với nhau vàng là mua được nhiều thứ, dân chế định. Nhưng bây giờ đó, có ai mua được cái sự sống sự chết không? Có ai mua được sự sinh tử không? À, nhưng mà bây giờ cũng bằng mọi cách mua cho bằng được. Sư ơi, con nhất định con phải đi tu khóa này một tháng để con giải quyết chuyện sinh tử. Đùa dai vừa vừa thôi, đừng dối gạt nhau. Còn ham ăn ham ngủ, mà bao nhiêu năm nay đều ham ăn ham ngủ rồi, mà bây giờ đó nói đi tu một tháng để giải quyết sinh tử, cái đó là chứng A-la-hán, làm sao mà có chuyện đó. Cho nên đó, phải hiểu để mà tu. Thế thì tu đạo Phật cái gì đây? Em rồi câu thứ nhì, có quý vị là cho thêm câu thứ nhì đi, đây nhiều nhà thơ lắm. Em về để áo lại đây, hãy còn để áo lại đây, còn lưu luyến nè, không còn dính mắt, còn tư tưởng trong đầu. Câu nữa quên rồi ha. Câu tục ngữ ca dao nói làm sao? Em về, à, luân hồi sinh tử biết ngày nào ra, nghe nó xa xôi lắm. Rất vắn tách đó. Em về để áo lại đây thì cái áo rõ ràng không? Còn cái người mà để lại nó nằm trong đầu á. Nó rất đơn giản. Cái gì mà mình quý thì mình dính mắc, cái gì mình không quý thì mình sẽ nhàm chán. Nếu mình không quý nó, cái áo này mình không quý nó, mình sẽ nhàm chán. Thay vì làm áo, bây giờ mình làm vẽ lau nhà thì sao? Thấy chưa? Thay vì mình làm áo để đó, để ngửi, xếp tàn y lại để dành hơi gì đó, à, như vua Tự Đức đó, thì bây giờ mình dùng cái đó mình làm cái đồ lau nhà. Thay vì em về để áo lại đây, đừng có tơ tưởng là để đắp chi, đem làm vẽ lau nhà, thì sẽ nhận rõ được các pháp đều không, không thực. Ở tuệ tâm này cũng cần nhiều cái vẽ để lau nhà lắm. Hễ còn dính mắc, mà dính mắc cái gì? Dính mắc ở trong cái đầu chứ mà dính mắc bên ngoài, từ ngoài đưa vào. Mà con người ta sinh tồn chỉ có hai cái thôi, ăn và ngủ. Bất kể là tu sĩ hay cư sĩ cũng chỉ có ăn và ngủ thôi. Ăn ngon thì thỏa thích là tham, ăn không ngon thì bực bội là sân. Có bao nhiêu tham sân, sân tham, là ăn với ngủ thôi. Nếu không hiểu được nó, tức là tâm hoang vu, thì tiếp tục có thân kiến và tiếp tục mơ tưởng đủ mọi thứ, mà những thứ toàn là không có thật. Thôi, có ai có câu hỏi gì không? Không có thì thôi chúng ta hồi hướng đi. Anh Hồ hồi hướng, Hòa hồi hướng giùm.